Phần Lan Cường Thúy xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà em vừa mới cập bến một lô châu bảng nhá. Đây, hàng bảng 2 cây này. Đẹp long lanh nhá. Số điện thoại đặt hàng của nhà em là 0817 892 229 hoặc 0981 550 768. Cả hai số điện thoại trên em đều có Zalo cả nhà nhá. Cái địa chỉ của vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Đây, hàng ôm gỗ này, châu ôm gỗ nhá, bảng 2 cây. Vẫn giá cũ ạ, 190k cho một bảng 2 cây này. Hàng bao đẹp nhá. Cái mặt hàng này thì trung bình một cái cây của nó sẽ có từ 5 đến 7 lá, nghĩa là tương đương với 3 đến 3 cặp lá rưỡi mọi người nhá. Các bác nghe kỹ giúp em ạ. 5 đến 7 lá chứ không phải là 5 đến 7 cặp lá nhá. 190k cho một bảng này. Cái giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển cả nhà nhá. Giá trên là giá chưa bao gồm phí vận chuyển, nghĩa là nhà em không bao ship đấy ạ. Cái hàng bảng này thì mặt hoa của nó là một sổ số. Nó sẽ cho hoa vào cuối năm các bác nhá. 190k một bảng 2 cây. Hàng bao đẹp cho mọi người này. Đấy. Cây to nhá. Lá này. Không tì vết luôn này, 190k cho một bảng này. Ôm gỗ 2 cây, ra một sổ số. Hàng bao đẹp nha các bác nhá. Một bảng 2 cây. Một cây nó trung bình từ 5 đến 7 lá, tương đương với 3 đến 3 cặp lá rưỡi. Đảm bảo cuối năm cho hoa các bác nhá. Đảm bảo là cái mặt hàng này là cuối năm cho hoa này. Cây nó đang ra rễ rồi đây này các bác này. Đầu rễ trắng xóa nhá. Đây. Hàng về bạt ngàn luôn. Nhà em đang dỡ trong thùng ra nhá các bác nhá. 190 cho một bảng này. Đây, và một số cái mặt hàng khác này. Cửu Bảo Tiên này, Cửu Bảo Tiên hàng đang hoa nhá. Đấy. Châu Chậu này. Châu Hàng Thuần này. Châu Hoa Vàng nhá, châu Hoa Vàng này. Nhà em bán với giá là 300k cho một chậu. Một chậu nó trung bình là 4 cặp lá. Trung bình 4 cặp lá các bác nhá. Đây. Cái mặt hoa thực tế của nó đây các bác ơi, mặt hoa nhá. Vàng rực nhá. 300k cho một chậu này. Tương đương 4 cặp lá nhá. Một chậu nó trung bình có 4 cặp lá. Một chậu là trung bình có 4 cặp lá đấy ạ. Mặt hàng này cũng sẽ cho hoa vào cuối năm các bác nhá. Cái mặt hàng này cũng sẽ cho hoa vào cuối năm này. Châu Hoa Vàng 300k một chậu ạ. Đây cho mọi người xem lại. Em lấy cái lại cái mặt hoa cho các bác xem nhá. Đây. Vàng rực luôn. Đẹp lắm. Cực kỳ thơm nha các bác nhá. Ba trăm k một chậu thôi. Các bác lưu ý giúp em là cái hàng hoa vàng này nó không có lá mít đâu nha mọi người nhá. Không có lá mít đâu ạ. Nó chỉ có lá như em quay này thôi này. Lá như em quay nhá. Cứng cáp. Không phải là lại lá lướt nhá.
lá cứng cây khỏe này, nó dễ, nó đang bắt đầu nó đang ra nhá. Quay lại cái hàng bảng hai cây cho các bác này, 190 cho một bảng, hàng bao đẹp nhá. Đây, còn đây là nhạn ạ, quay qua nhạn cho mọi người. Lướt qua toàn bộ hàng mới về nhà em hôm nay nhé các bác nhá, quay lướt qua toàn bộ hàng mới về nhà em hôm nay này. Để đặt hàng mọi người liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 ạ. Sau đây thì em xin phép dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em chào các bác ạ.